Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn gián năm cờ chớp diễn ra giữa Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh và Khiết Đan Tiểu Tướng Nguyễn Minh Nhật Quang, diễn ra ngày 5 tháng 5 2020. Đây là gián cờ hay Quan Phế Quân và Bức Sát Nam Phương Công Tử, nên mình bình luận gián cờ này để gửi đến các bạn yêu mến bộ môn cờ tướng. Mời các bạn đón xem. Như thường lệ, huynh được đi tiên chơi tiên nhân chỉ lộ. Quan chúc 7 tấn 1, huynh mã 8 tấn 7. Quan tượng ma tấn 5, huynh pháo 8 bình 9. Ở đây nếu đổi lại chơi phó 2 bình 5, diễn biến thế nào mời các bạn xem. Đỏ phó 2 bình 5, đen mã 8 tấn 7, đỏ mã 2 tấn 3, đen sẽ 9 bình 8, đỏ mã 7 tấn 6. Đến đây thấy cuộc chuyển thành pháo đầu chậm xuất xe, đỏ vẫn chiếm tiền thủ. Mời các bạn trở lại diễn biến chính gián đấu. Huynh pháo 8 bình 9, quan mã 8 tấn 7, huynh xe 9 bình 8, quan mã 2 tấn 4, huynh mã 2 tấn 3. Quan xe 1 bình 3, huynh xe 1 tấn 1. Những nước khai cuộc rất quen thuộc. Quan chúc 3 tấn 1, huynh chúc 7 tấn 1, quan xe 3 tấn 4, huynh xe 1 bình 6 tri mã, quan xe 9 tấn 1, huynh pháo 9 thôi 1. Những nước cờ khai cuộc rất quen thuộc của hai kỳ thủ. Quan lập tức chơi xe 3 thối 4. Huynh pháo 9 bình 7 bắt xe, quan xe 3 bình 2, huynh xe 8 tấn 4, quan mã 7 tấn 8 mời đổi pháo. Huynh pháo 2 tấn 5, quan pháo 2 bình 8. Lập tức huynh chơi xe 6 tấn 7 ăn mã. Nếu đổi lợi chơi xe 8 bình 6 bắt mã, diễn biến thế nào mời các bạn xem. Đỏ xe 8 bình 6, đen mã 4 tấn 6, đỏ xe 6 bình 4, đen xỉ 6 tấn 5, đỏ pháo 7 bình 5 bắt chục đầu, đen xe 9 bình 7. Đến đây hai bên chơi đối công, tuy nhiên huynh vẫn chiếm tiên thủ. Trở lại diễn biến chính gián đấu, huynh xe 6 tấn 7, quan xe 9 bình 4, huynh xe 8 tấn 5. Lập tức quan chơi xe 4 tấn 6 tri 2 mã. Huynh chơi tiếp mã 3 thối 5. Đến đây các bạn cũng có thể nhìn thấy, mặc dù lỗ quân, như quan có thế công rất mạnh pháo mã bên cánh trái, rất tự do để tấn công. Quan chơi tiếp pháo 8 tấn 4 bắt chục đầu, nước cờ rất hay. Huynh chơi mã 7 tấn 6. Nếu như đổi lại nước này chơi xe 8 bình 7 giữ mã, diễn biến thế nào mời các bạn xem. Đỏ xe 8 bình 7, đen pháo 8 bình 5 chiếu tướng, đỏ mã 5 tấn 4. Đen mã 7 tấn 8 giỏ chiếu, đỏ pháo 3 bình 7 cản mã.
đen, mã 7 thối 9, đỏ, pháo 3 tấn 2, bắt pháo, đen, xe 4-15 chiếu tướng, đỏ, mã 4 thối 5, đen chơi tiếp, mã 9 tấn 8, vỏ sát, đỏ, pháo 3 thối 2, đen, xe 5-4 chiếu tướng, đỏ, mã 5 tấn 4. Ở đây nếu đổi lại chơi tượng 7 tấn 5 để duy trì nước lời quân thì diễn biến thế nào, mời các bạn xem tiếp. Đỏ tượng 7 tấn 5, đen chốc 5 tấn 1, đỏ mã 7 tấn 8. Đến đây mặc dù đen lỗ quân, tuy nhiên đã lời được 3 chốt và có khả năng lùa chốt qua sông để trợ công. Đen chơi tiếp, mã 8 thối 9, đỏ, mã 8 tấn 7, bắt chốt đầu, đen, xe 4 thối 4, cản mã, đỏ, mã 7 tấn 9, dò chiếu, đen, mã 9 thối 7, dò chiếu, đỏ, mã 9 tấn 7, chiếu tướng, đen, xe 4 thối 2, đỏ, xe 7 tấn 2, đen, chốt 5 tấn 1. Đỏ, mã 7 thối 6, bắt chốt, đen, mã 7 thối 5, bắt xe, đỏ, xe 7 bình 8, đen, xe 4 bình 6. Đến đây đỏ không dám ăn chốt 5, nếu ăn chốt 5 sẽ bị mã 5 tấn bắt chết mã đen. Mời các bạn xem, mã 6 thối 5, đen, mã 5 tấn 3, bắt xe. Đến đây buộc xe đỏ phải thối. Đến đây đỏ chắc chắn sẽ thua cuộc. Mời các bạn trở lại diễn biến. Đen xe 4 bình 6, đỏ xe 8 thối 3, đen xỉ 6 tấn 5. Đến đây bên đỏ rất khó lòng để chống đỡ. Cho nên nước tượng 7 tấn 5 là không thể đi. Đỏ chơi tiếp, mã 5 tấn 4, đen mã 8 thối 9, đỏ pháo 3 tấn 2. Nếu hai bên không đổi nước sẽ xử hòa. Tiếp tục đen chơi xe 4-15 chiếu tướng, đỏ bộ phải chơi mã 4 thối 5. Nếu như đổi lại chơi mã 7 thối 5 thì diễn biến thế nào, mời các bạn xem. Đỏ mã 7 thối 5, đen mã 9 tấn 8, dò sát, đỏ pháo 3 thối 2, đen, đen xe 5 bình 6 chiếu tướng, đỏ mã 5 tấn 7, đen xe 6 thối 1. Đen ăn lại quân chắc chắn sẽ giành chiến thắng, chắc chắn sẽ chiếm ưu thế rất lớn khi lời đến 3 chốt. Cho nên nước mã 7 thối 5 là không thể đi. Mời các bạn xem diễn biến chính của gián đấu. Huynh mã 7 tấn 6, quan xe 4 tấn 1, tri pháo. Nếu đổi lại chơi pháo 8 bình 5 chiếu tướng, diễn biến thế nào, mời các bạn xem. Đen pháo 8 bình 5, đỏ mã 5 tấn 4.
Đen không thể chơi xe 4 bình 5, nếu chơi xe 4 bình 5 diễn biến thế nào mà các bạn xem. Đen xe 4 bình 5. Đỏ pháo 7 bình 5. Đen xe 5 bình 8 sẽ bị nước phản chiếu và mất xe đen. Chắc chắn bên đen sẽ thua cuộc. Đến đây đen chơi tiếp mã 7 tấn 8 thì đỏ sẽ chơi pháo 7 bình 3 cản mã. Đến đây bên đen rất khó triển khai quân để tấn công. Khoan chơi xe 4 tấn 1 là chính xác. Win pháo 7 tấn 1. Quang pháo 8 bình 5 chiếu tướng. Huynh mã 3 tấn 5 bắt pháo. Quang pháo 5 thối 1 bắt xe. Nước cờ rất hay. Huynh chơi xe 8 thối 1. Nếu đổi lợi chơi pháo 7 tấn 2 thì diễn biến thế nào mời các bạn xem. Đỏ pháo 7 tấn 2. Đến đây xe đen không thể ăn mã, nếu ăn mã sẽ bị nước pháo tấn chiếu và bắt mất xe. Đen chơi tiếp mã 7 tấn 5 chiếu tướng. Đỏ sĩ 4 tấn 5. Đen mã 5 tấn 7 chiếu tướng. Đỏ tướng 5 bình 4. Đen xe 4 thối 2. Nước dò sát rất hay. Buộc đỏ phải chơi xe 8 thối 2. Và đen pháo 5 bình 3 ăn pháo. Đỏ xe 8 bình 7. Đen xe 4 thối 1. Đến đây đen đã gỡ lợi quân và chắc chắn sẽ ưu thế khi lời 2 chốt. Mời các bạn trở lại diễn biến chính của ván đấu. Win xe 8 thối 1. Quang mã 7 tấn 5 chiếu tướng. Tuy nhiên ở đây còn nhiều cách đỡ, đỡ cách nào cũng mất quân. Quân bị tâm lý khá nặng nên chơi xe 8 bình 5. Lập tức quan chơi mã 5 tấn 7 sát cuộc. Các bạn cũng thông cảm, đây là ván cờ chớp. Khi các kỳ thủ mắc sai lầm là chuyện không thể nào tránh khỏi. Đồng thời quân cũng bị tâm lý khá nặng khi đối đầu với Nguyễn Minh Nhật Quang ở giải đấu này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.